Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Theo sau S&P, Fitch Ratings mới đây đã tuyên bố Ukraine phá sản. Hiện tại, Kiev sẽ chỉ được cho vay để phục vụ xung đột. Các nhà đầu tư tư nhân đã mất tiền và sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ rủi ro nào nữa. Theo đó, Fitch Ratings đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Ukraine xuống mức RD, tức là mức vỡ nợ có giới hạn. Việc hạ xếp hạng dài hạn của Ukraine xuống RD từ C sắp vỡ nợ là do thời hạn gia hạn 10 ngày cho các khoản thanh toán phiếu lãi đối với trái phiếu Eurobond trị giá 750 triệu đô la năm 2026 đã hết hạn. Xếp hạng của các trái phiếu này đã bị hạ xuống mức vỡ nợ là D, trong khi xếp hạng của các trái phiếu ngoại tệ khác được giữ nguyên ở mức C. Fitch đã thu hồi xếp hạng trái phiếu ngoại tệ của Ukraine vì chúng không còn phù hợp với phạm vi quản lý của cơ quan này. Trước đó, ngày 9 tháng 8, chính phủ Ukraine đã chính thức khởi động quá trình chấp thuận để tái cấu trúc 19,7 tỷ đô la trái phiếu euro của chính phủ đang lưu hành và 0,7 tỷ đô la trái phiếu do nhà nước bảo lãnh của Uraptodo. Phi tin rằng đề xuất này cấu thành một cuộc trao đổi nợ khó đòi, DDE, vì nó liên quan đến việc giảm tiền gốc và lãi của khoản nợ và gia hạn hồ sơ đáo hạn. Fitch ước tính rằng điều này sẽ dẫn đến tổn thất đáng kể cho người nắm giữ chứng khoán. Ukraine không có xếp hạng vỡ nợ vì cơ quan này kỳ vọng Ukraine sẽ tiếp tục trả nợ bằng đồng nội tệ. Một phần là do chỉ có 2,2% trong số đó thuộc sở hữu của những người không cư trú so với 41,4% của Ngân hàng Quốc gia Ukraine và 42% của các ngân hàng trong nước, chủ yếu là các ngân hàng nhà nước. Fitch cho biết việc tái cấu trúc được công bố có thể tạo ra rủi ro cho sự ổn định của khu vực tài chính và làm xấu đi sự phát triển của thị trường nợ trong nước. Những rủi ro này trầm trọng hơn do xung đột quân sự, năng lực, thể chế yếu kém, việc áp dụng pháp quyền không đồng đều và mức độ tham nhũng cao. Cơ quan này cho biết xếp hạng quốc gia sẽ bị hạ xuống CC nếu các chỉ số về khả năng vỡ nợ tăng lên, chẳng hạn như do tình trạng thiếu hụt thanh toán nghiêm trọng và khả năng tiếp cận nguồn tài chính của chính phủ giảm. Cơ quan Fitch cho rằng mọi vấn đề của Ukraine đều có tác động tiêu cực đến hồ sơ tín dụng của nước này. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Ukraine từ CC trên C xuống SD trên SD, tức vỡ nợ có chọn lọc vào đầu tháng này. Do đó, Ukraine đang bước vào một cuộc khủng hoảng đầu tư dài hạn. Điều này sẽ không cho phép đất nước này thu hút tài chính, ngoại trừ các khoản vay xung đột. Các nhà đầu tư phương Tây bắt đầu nhận ra rằng Kiev sẽ không thể trả nợ vay. Trong tình huống như vậy, Ukraine sẽ phải bán lại nợ công của mình cho các quỹ đầu cơ đã phá sản khá nhiều quốc gia Mỹ Latin. Tài sản của Ukraine sẽ được bán với giá thấp hơn nhiều lần so với giá trị danh nghĩa của chúng. Không phải mọi thứ đều rõ ràng với các khoản vay quân sự. Họ sẽ phụ thuộc vào các chính trị gia, những người sẽ sớm thay đổi quan điểm của họ về Ukraine và xung đột với Nga. Những ngày qua, tình hình biên giới của Nga vô cùng căng thẳng khi quân đội Ukraine thực hiện một chiến dịch tấn công đầy tham vọng vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga. Trong bối cảnh đó, hãng tin RT của Nga đã dẫn nhận định của nhà phân tích Sergei Poletaev cho biết, để hiểu được tình hình liên quan đến cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, cần xem xét rằng, ngoài tiền tuyến được củng cố nghiêm ngặt, nơi giao tranh dữ dội đã diễn ra trong suốt 3 năm qua, Nga và Ukraine còn có chung hơn 1.000 km biên giới được quốc tế công nhận. Phần lớn đường biên giới này tương đối bình yên, với mật độ quân thấp ở cả hai bên, chủ yếu là lính biên phòng và lực lượng an ninh được tăng cường, và hoạt động kinh tế vẫn diễn ra thường xuyên. Ngày 6 tháng 8, có thông tin lực lượng Ukraine tiến vào vùng Kursk, gần thị trấn Suza. Ban đầu, đây có vẻ là một cuộc giao tranh biên giới thông thường. Tuy nhiên, đến cuối ngày đầu tiên, rõ ràng có điều gì đó lớn hơn đang diễn ra. Kiev vẫn im lặng trong 2 ngày, trong khi các kênh Telegram của Ukraine chủ yếu đăng lại các nguồn tin của Nga. Tuyên bố chính thức đầu tiên từ Ukraine được đưa ra vào sáng ngày 8 tháng 8. Cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak đã xác nhận quân đội chính quy Ukraine đã tiến vào Kursk. Đến lúc đó, quân tiếp viện của Nga đã được triển khai đến Suza, bắt đầu bằng các đội đặc nhiệm để loại bỏ các nhóm đối phương bị cô lập, tiếp theo là các đơn vị chính quy được tăng cường cho khu vực này. Chiến lược của Ukraine giống với cuộc tấn công vào mùa thu năm 2022 ở vùng Kharkov, đó là tạo ra lợi thế về số lượng trong một khu vực hẹp, xâm nhập lãnh thổ của đối phương bằng xe bọc thép hạng nhẹ, triển khai lực lượng nhanh chóng và buộc các vị trí phòng thủ phải rút lui mà không cần giao tranh. Các nguồn tin phương Tây đã cung cấp thông tin chi tiết về quy mô chiến dịch Kursk. Theo The Times, có từ 6.000 đến 10.000 quân Ukraine tham gia cuộc đột kích. Forbes đã xác định
Các đơn vị tham gia bao gồm Lữ đoàn cơ giới số 22 và 88 và Lữ đoàn tấn công đường không số 80, được mô tả là một trong những nhóm tinh nhuệ và nhanh nhẹn nhất của Ukraine. Một số thông tin khác tiết lộ rằng khoảng từ 1.000 đến 1.500 binh lính Ukraine, hàng chục xe bọc thép và một số xe tăng ban đầu đã vượt biên vào Nga, với sự hỗ trợ hỏa lực pháo binh từ phía biên giới Ukraine, pháo kích dữ dội vào rút ra cách đó chỉ 10 km. Những con số này phù hợp với các báo cáo của phương Tây. Về mặt quân sự, mũi nhọn của một cuộc tấn công thường chiếm từ 15 đến 20% tổng lực lượng. Phần còn lại theo sau, bảo vệ các bên sườn và cung cấp hậu cần, hỗ trợ pháo binh và hoạt động của máy bay không người lái. Sau khi Nga điều quân chặn, hầu hết binh lính Ukraine vẫn ở lại vùng Sumy ở biên giới, tiếp tục các cuộc xâm nhập xuyên biên giới. Truyền thông phương Tây đã đưa ra nhiều suy đoán về lý do Tổng thống Zelensky mở chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga. Những kinh nghiệm của mùa hè năm ngoái đã chứng minh rằng khả năng đột phá qua tiền tuyến của Ukraine kém hơn đáng kể so với quân đội Nga. Chiến dịch biển Azov đã kết thúc trong thất bại và bây giờ quân đội Ukraine phải rút lui, lấp đầy các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của mình. Kiev đang tìm kiếm các giải pháp mới để đảo ngược xu hướng này. Quân đội Ukraine có một số tiền lệ, đáng chú ý là chiến dịch Kharkov vào mùa thu năm 2022. Cùng với Kherson, đây là một trong những thành công về mặt quân sự gần như duy nhất của Kiev. Việc Ukraine lặp lại chiến thuật này dường như hợp lý. Kiev phải tìm ra các điều kiện phù hợp trên chiến trường. Theo chuyên gia Poletaev, sự bình yên tương đối dọc theo biên giới dài 1.000 km giữa Nga và Ukraine trong 2 năm rưỡi qua có thể không phải là ngẫu nhiên. Dường như đã có những thỏa thuận giữa Moscow và Washington, cụ thể là với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhà Trắng công khai phản đối các hành động của Ukraine trên lãnh thổ được phương Tây công nhận thuộc chủ quyền của Nga, bao gồm các khu vực biên giới. Do đó, nhiều cuộc xâm nhập qua biên giới chung vào các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk đã được tiến hành dưới danh nghĩa các thực thể như Quân đoàn Tình nguyện Nga, Quân đoàn Tự do cho nước Nga và các nhóm khác. Kiev đã nhiều lần cố gắng vượt qua các làn danh đỏ của phương Tây bằng mọi cách cần thiết. Ukraine cho rằng không cần phải sợ căng thẳng leo thang như phương Tây vẫn lo sợ vì Nga có khả năng sẽ chỉ đáp trả hạn chế. Trong bối cảnh Nhà Trắng sắp thay đổi chủ nhân, Kiev đã nhìn thấy một cơ hội. Các thông tin rò rỉ cho thấy các đại diện của Kiev đã liên lạc với các cố vấn của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris thay vì Tổng thống Joe Biden trong thời gian qua. Họ có thể xem đây là thời điểm thuận lợi để đặt cược và đẩy đội ngũ mới ở Washington vào một việc đã thực hiện, đó là họ có thể tiến hành bước tấn công trên lãnh thổ Nga. Việc ủng hộ họ là vì lợi ích của Washington. Ngay cả khi chỉ thành công một phần ở Kursk, chỉ kiểm soát được một thành phố, điều đó cũng cho phép Kiev đòi hỏi nhiều hơn từ Washington, thậm chí nhiều hơn nữa. Việc Nga chắc chắn sẽ đáp trả bằng cách củng cố phòng thủ ở đây cũng không phải vấn đề quan trọng. Tác động của truyền thông như Kiev hình dung sẽ kéo dài chừng nào tiền tuyến còn cắt qua lãnh thổ Nga. Nếu cuộc đột kích phải bị hủy bỏ, đây cũng có thể được coi là chiến thắng với Ukraine. Theo quan điểm của Kiev, một canh bạc như vậy đáng để các lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu. Theo chuyên gia Poletaev, một trong những mục tiêu của Ukraine khi tiến hành đột kích vào Kursk là kích động sự bất mãn trong nội bộ Nga, tìm cách khắc họa hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin là nhà lãnh đạo yếu đuối và đưa ra những quyết định hấp tấp. Cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Chìa khóa để chiến thắng là tiêu hao với tốc độ chậm hơn đối thủ. Việc kiểm soát thị trấn hay thành phố nào không quá quan trọng. Mọi thứ sẽ được quyết định bởi bên nào cạn kiệt nguồn lực trước. Sau khi phục hồi những bước lùi ban đầu, Nga đã tìm cách thích ứng nền kinh tế thời chiến. Với mức chi tiêu khoảng 7% GDP, Nga có thể duy trì cuộc chiến trong khoảng thời gian dài. Mặc dù Nga có thể phải đối mặt với những thách thức về tuyển quân, nhưng việc này ít nghiêm trọng hơn nhiều so với Ukraine. Quỹ đạo này sẽ dẫn đến nhiều khó khăn hơn cho Ukraine tìm cách mạo hiểm phá vỡ luật chơi. Theo quan điểm của giới lãnh đạo Nga, việc bám sát chiến lược chiến dịch quân sự tại Ukraine có nghĩa là họ không nên tập trung quá nhiều vào các sự kiện ở Kursk để tránh rơi vào bẫy của Kiev. Song, sự việc không đơn giản như vậy. Moscow không thể bỏ qua hành động của đối phương. Đây không chỉ là việc hợp pháp hóa về mặt chính trị những gì trước đây không thể chấp nhận được. Đó là về cuộc đột kích vào Sudza buộc Bộ Tổng tham mưu Nga phải xem xét lại an ninh của 1.000 km đường biên giới chung với Ukraine, với cảnh báo rằng những sự kiện tương tự có thể xảy ra ở bất cứ đâu dọc theo biên giới. Chuyên gia Poletaev đã chỉ ra 3 kịch bản cho các diễn biến tiếp theo của chiến dịch Kursk. Kịch bản thứ nhất đó là Nga có thể chuẩn bị một lực lượng đặc nhiệm để thực hiện chiến dịch xuyên biên giới của mình bằng cách mở mặt trận thứ hai chính thức có thể nhắm vào Sumy hoặc thiết lập một vùng đệm tương tự như ở Kharkov. Đây sẽ là phương án đáp trả quyết liệt nhất của Moscow. Nó không chỉ đảm bảo an ninh cho Kursk và các khu vực lân cận mà còn đưa ra câu trả lời rõ ràng và trực tiếp cho một cuộc đột kích của Ukraine. Nhưng nếu không tổ chức huy động thêm quân, Moscow có thể thiếu sức mạnh cho mặt trận thứ hai. Việc duy trì tiền tuyến dọc theo dải biên giới dài đòi hỏi một lực lượng khá lớn, vốn có thể cần thiết ở những nơi khác.
Kịch bản thứ hai là Kiev có thể có một số lữ đoàn mới, được huấn luyện tốt và được trang bị sẵn sàng để phát động một cuộc tấn công mới vào các khu vực biên giới khác của Nga hoặc đột phá qua tiền tuyến hiện có. Điều này sẽ buộc Moscow phải thu hẹp quy mô hoặc làm chậm đáng kể các hoạt động của Nga ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, đồng thời phân bổ lại lực lượng. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Kiev có những lữ đoàn như vậy. Các nguồn tin phương Tây cho biết, ba lữ đoàn tham gia vào cuộc đột kích gần đây đều là lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu của Ukraine và không tham gia tác chiến ở mặt trận. Ngay cả khi điều này không đúng, Nga vẫn nắm giữ lợi thế về quân số. Yếu tố bất ngờ của Ukraine đã mất đi, do đó khả năng thành công cho lần tấn công tiếp theo cũng thấp hơn. Kịch bản thứ ba có vẻ khả thi nhất dựa trên tuyên bố của Điện Kremlin, đó là Nga sẽ vô hiệu hóa các hành động của Kiev bằng các nguồn lực sẵn có, đẩy lùi hoàn toàn các đơn vị của Ukraine khỏi biên giới và ngăn chặn các cuộc đột phá ở những nơi khác. Điều này cho phép Nga tiếp tục chiến lược của mình mà Moscow tin là có lợi nhất. Trong trường hợp này, khu vực biên giới sẽ trở thành một vùng chiến sự tích cực mới. Khi đó, việc Nga không có hành động đáp trả quyết liệt sẽ cho phép Kiev tuyên bố thay đổi lằn ranh đỏ và ít nhất đạt được thành công một phần. Còn nếu Nga dựa vào lực lượng hạn chế và từ chối rút quân số lượng lớn khỏi chiến trường Donetsk, sẽ đồng nghĩa với việc chiến dịch bảo vệ vùng biên giới Kursk có thể còn kéo dài.